Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chiều nay chúng ta dâng thánh lễ Chủ nhật tuần thứ 33, tức là sắp kết thúc năm phụng vụ. Chúng ta cầu cho các ý sau đây: cho hai linh hồn Giuse và bốn gia đình cầu cho các linh hồn không ai cầu nguyện cho. Phêrô Lê Văn Đức, Giuse Nguyễn Văn Mẫn, Maria Vũ Thị Quỳnh, Francisco Hoàng Thanh Hải, Anton Ông Tài Chính, Giuse Nguyễn Văn Hùng, linh hồn Hướng Văn Quốc, Anna Nguyễn Thị Nhỡ, linh hồn Nguyễn Thị Cảnh lễ dỗ, Isave Tô Sái Lúi, Veronica Stubbs, Jack Dun lễ dỗ, Maria Nguyễn Thị Huấn dỗ 4 năm, Joan Phạm Đức Hiếu và xin tạ ơn Chúa, Maria Nguyễn Thị Thoa, Maria Phạm Thị Hương, Joan Batista Phạm Công Bính, linh hồn Nguyễn Sa, Giuse Phạm Văn Đáp lễ dỗ, linh hồn của hai người con và linh hồn của em trai, linh hồn ông bà nội ngoại tổ tiên, Francisco Xavier Đặng Ngọc Thăng, Maria Đồng Thị An dỗ 3 năm, Giuse Thomas Anna, linh hồn của các thai nhi và những linh hồn không ai cầu nguyện cho. Hai linh hồn Giuse, Vincente và tổ tiên nội ngoại, cùng tất cả những linh hồn trong tháng 11 này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin nâng sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa Cha và ơn thông hiệp Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Chúa tha tội cho chúng con, tội lỗi trong suốt tuần lễ và đặc biệt từ sáng đến giờ. Những lần chúng con nổi nóng, mất kiên nhẫn, hay ích kỷ, hay lười biếng và quên không đầu tư nén bạc mà Chúa trao cho chúng con. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trí, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới mây, bình an dưới mây cho người hiền thân. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả.
Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời. Xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. A reading from the book of Proverbs. The truly capable woman, who can find her? She is far beyond the price of pearls. Her husband's heart has confidence in her. From her he will derive no little profit. Advantage and not hurt, she brings him all the days of her life. She selects wool and flax. She does her work with eager hands. She sets her hands to the distaff. Her fingers grasp the spindle. She holds out her hands to the poor. She opens her arms to the needy. Charm is deceitful and beauty empty. The woman who fears Yahweh is the one to praise. Give her a share in what her hands have worked for, and let her works tell her praises at the city gates. The word of the Lord. Hạnh phúc thay cho người biết kính yêu tôn sợ Thiên Chúa, và hằng dõi bước theo đường lối tinh tuyền của Chúa. Bạn làm Chúa cho bạn được luôn an hương, và đời bạn sướng vui cũng đời bạn thật là hạnh phúc. Phúc hay cho người biết kính yêu tôn sợ Thiên Chúa, và chẳng càng chỉ vườn nho sai trái, và đàn con xung quanh như những cây đâm chồi lộc xanh. Hạnh phúc thay cho người biết kính yêu tôn sợ Thiên Chúa, và
gian đầy tràn, Chúa cho bạn tràn muôn ân phúc. Trọn cuộc đời thắm tươi, bạn ngắm nhìn đô thành phồn vinh. Thành phố thay cho người biết kính yêu tôn sợ Thiên Chúa. Và trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào, anh em không cần chúng tôi viết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối. Khi người ta nói rằng yên ổn và an toàn, thì chính lúc đó tai họa thình lình giáng xuống trên họ, như cơn đau đớn xảy đến cho người mang thai, và họ không sao thoát khỏi. Phần anh em, hỡi anh em thân mến, anh em không còn tối tăm, đến nỗi ngày đó bất chợt anh em như kẻ trộm. Vì tất cả anh em là con cái sự sáng, con cái ban ngày, chúng ta không thuộc về ban đêm và tối tăm. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và điều độ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời cộng đoàn đứng. Alleluia, Alleluia. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt con người. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn sau đây: có một người kia sắp đi xa, ông liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông cho họ. Ông trao cho người này 5 nén bạc, người kia 2, người nữa 1, tùy theo khả năng của mỗi người. Đoạn ông ra đi. Người lãnh 5 nén bạc ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được 5 nén khác. Người lãnh 2 nén cũng đi làm lợi được 2 nén khác. Còn người lãnh 1 nén thì đi đào lỗ, chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh 5 nén bạc đến mang theo 5 nén khác mà nói với ông rằng: thưa ông trao cho tôi 5 nén, đây tôi làm lợi được 5 nén khác. Ông chủ bảo người ấy: hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Người lãnh 2 nén bạc cũng đến và nói: thưa ông đã trao cho tôi 2 nén, đây tôi làm lợi được 2 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Còn người lãnh 1 nén bạc đến và nói: thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt ở nơi không gieo, thu nơi ông không phát, nên tôi khiếp sợ mà đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại cho ông. Ông chủ trả lời với người ấy rằng: hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát, vậy lẽ ra người phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế các ngươi hãy lấy nén bạc mà trao cho người có 10 nén, vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có thì vật gì coi như của nó cũng bị lấy mất đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các người hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó
sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, tôi sẽ dùng bài đọc 1 trong cái Chúa Nhật gần cuối năm phụng vụ. Bài đọc 1 dành cho các bà, các chị, nói về một người phụ nữ hay một thiếu nữ đạo hạnh theo cái nhìn của người Do Thái. Chúng ta biết, chúng ta vừa nghe bài đọc 1. And where do you think can we find the ideal woman in the first reading? On the cover of a glamour magazine? No. On television or on movie screens? No. On the horns of political power? No. For centuries, Christians have looked to Mary, our mother, as the perfect role model. And yet, as a woman raised in the Jewish tradition, Mary herself was taught what it means to be a virtuous woman. And most likely, that teaching came from this passage of the book of Proverbs we have just heard. This Jewish ideal was recited every week on the eve of the Sabbath day as a way of honoring the woman of the house and teaching her daughters how to live. To the married woman and the single woman, to the young woman or the elderly woman, to those working inside or outside the home, to those women with or without children, this short poem presents a beautiful ideal. It paints a picture of strength and dignity, of caring and compassion, of responsibility and trust, of love and unity. And most important of all, this ideal woman places God first, the first priority, both in her daily activities and in her heart. Does this woman sound too good to be true? By all means, in fact, this poem is a composite picture that encompasses all the women of Israel in the time of Jesus. It combines all the talents, skills, virtues of womanhood rolled into one ideal person. And idealistic as it may be, this passage of Proverbs book presents an ideal that every woman should aim for. Marriage and children are not priorities. Seeking God first. I repeat, seeking God first. Developing one's talent and a servant's heart to serve God and serve the family. That's the foundation of the ideal woman. If you are a woman, please take time to read Proverbs. Commit it to your memory. Let it become the goal for your way of living. Both scripture and church history shows us that every woman who follows this model is filled to overflowing with God's blessing and God's love. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay cái chủ đề nói về đầu tư. Ai cũng biết, và tôi tin chắc quý vị giỏi hơn các linh mục nhiều về vấn đề đầu tư. Hai cái tiếng Hán Việt đầu có nghĩa là ném ra. Tư là của cải. Lấy của cải của mình ném ra ngoài để rồi thu lại nhiều hơn. Vậy là liều lĩnh chứ. Và ai cũng giỏi cái nghề đó lắm.
Người ta bảo thả con tép ra để bắt con tôm. Ghê, con tép nhỏ nhỏ mà bắt được con tôm lớn hơn. Đầu tư là quy luật tất yếu cho sự phát triển của cuộc sống, của từng người, từng gia đình và của xã hội. Phải bỏ vốn ra thì mới mong thu lại. Còn ai sợ không bỏ vốn ra thì muôn đời sẽ có bao nhiêu đó thôi. Y như cái người thứ ba trong bài dụ ngôn của Chúa Giê-xu. Đời sống đức tin cũng vậy, thưa quý ông bà và anh chị em. Nó chứa đựng một đòi hỏi tương tự. Nhưng đầu tư cái gì? Có người quan niệm phải đọc nhiều kinh để đầu tư vào ngân hàng nước trời. Tôi không nói là sai, nhưng tôi nói nó không đủ. Có người nói tôi đầu tư bằng tiền của tôi bố thí. Tôi cũng không nói sai, nhưng tôi vẫn nói không đủ. Nguyên tắc đầu tư cũng là tư tưởng quan trọng nhất trong bài tin mừng hôm nay đó. Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn các nén bạc, ai nghe cũng hiểu. Theo dụ ngôn thì đây là truyền thống của người Do Thái. Ông chủ thường tín cẩn các gia nhân, vân vân. Đem dụ ngôn trên mà áp dụng vào đời sống của mình, nhất là đời sống thiêng liêng, chứ không nói vật chất. Ta thấy rằng mỗi người sinh ra trên đời đều là những người trong bài dụ ngôn đó. Những cái gì chúng ta có là của Chúa trao. Một nén, hay năm nén, hay mười nén. Mỗi người đều có. Không ai là không. Thậm chí, về phương diện hình thể của thân xác, chúng ta có đủ hai tay với mười ngón tay. Chúng ta có đủ chân, đủ mắt mũi, đủ tất cả giác quan và sức khỏe. Rồi chúng ta thấy những người thiếu những cái đó. Tuần rồi vô tình có người gửi cho tôi cái chương trình Penn and Teller. Ai cũng biết là hai cái ông ảo thuật gia nổi tiếng bên Mỹ. Có một người đến để trình diễn cho hai ông đó coi về phương pháp chơi bài. Mà cái người đó xuất hiện cả hội trường ngạc nhiên là vì anh ta hai chân ngắn là một. Cái người thì bằng người của mình, nhưng không có hai tay. Tay chỉ đến đây thôi nè. Không có bàn tay. Người ta không tìm hiểu là bị tai nạn hay sinh ra như vậy. Nhưng mà quý vị không ngờ, anh ta chơi 6 lá bài mà hai người ảo thuật gia đại tài tìm không ra. Và phải trao cho anh ta cái bằng là You Fool Us. Quý vị khó tưởng tượng làm sao với hai cái cùi chỏ mà anh ta điều khiển 6 lá bài, không thể nào mà mình ngờ được. Tôi mới ngồi tôi nghĩ, lúc đó tôi dọn cái bài này, tôi nói lại Chúa, người ta chưa được nửa nén mà người ta khai thác được. Hai cái cùi chỏ thôi mà người ta điều khiển còn hơn 10 ngón tay của mình có đủ. Vậy tôi lấy ví dụ này, nó không thích hợp lắm. Tuy nhiên, để nói chúng ta may mắn, ai cũng có một số nén. Và mỗi người biết, trước mặt Chúa mình biết rất rõ. Chúng ta có làm lợi ra hay không? Nhưng mà vấn đề là lợi cái gì? Chúng ta làm lợi để được Chúa thưởng. Coi chừng, cái đó nó cũng hơi kỳ kỳ. Tôi nghĩ cái đầu tư hay nhất mà Đức cha Oscar Romero, trước khi Ngài bị bắn chết ngay trên bàn thờ vì mafia của Nam Mỹ, thì đi đâu Ngài cũng nói, các con đừng ước ao làm thêm của cải vật chất để có thật nhiều. Ngài nói, don't aspire to have more, but aspire to be yourself more. Đừng ước ao có thêm nhiều, hãy ước ao mình là ai. Nó khác, có lẽ nói ngắn như vậy không ai hiểu, nhưng phải ước ao tôi là một người chồng tốt hay xấu, tùy tôi thấy. Biết thương dịp vợ, thương con hay không? Tôi là một người mẹ hay một người vợ đảm đang, trung hậu như bài đọc 1. Tôi là một người con
có yêu thương cha mẹ không? Chứ không phải là tôi có bằng cử nhân hay tiến sĩ, cái đó nằm bên ngoài. Là vì tuần rồi chúng ta có hai đám tang, mà tôi nghĩ trong hai đám đó, hai vị qua đời, không vị nào mang theo được cái gì bên mình, ngoài trừ những cái mà người ta đánh giá về hai vị đó. Với ông Anton Nguyễn Tài Chính, thì người con và những người bạn, người vợ đánh giá là một người chồng hiền lành vô cùng, khiêm nhường. Mấy đứa con thì nói, một ông bố thật nhẫn nại, yêu thương. Đó là cái ông đầu tư được đó. Rồi anh Francisco Xavier Đặng Ngọc Thăng, bạn bè nói, đây là một người bạn chí tình. Không tiếc gì với bạn bè. Đó là những cái mà mình phải đầu tư. Đừng đầu tư nói lại Chúa, con đọc thêm kinh này cho Chúa. Nhưng mình nói lại Chúa, xin đến với con đi, ở với con, để chỉ cho con biết con cần đầu tư cái gì. Con cần trở thành một người hiền lành vì tính con nóng. Chúa sẽ cho biết. Con cần thành một người trong sạch vì tính con dâm loạn. Con cần một người không dính bén vật chất vì lòng con hay tham. Con cần một con người biết hòa đồng là vì tính con hay ghen, ganh tị. Vân vân, mình biết. Mình hãy xin Chúa ở cùng. Chúa giống như ông chủ đi xa. Nếu như người đầy tớ tưởng tượng ông chủ về là người đó không có lười biếng vậy đâu. Và vân vân, chúng ta nghĩ đi. Hãy đầu tư những gì mà chúng ta đem theo được sang thế giới bên kia. Khi đứng trước mặt Chúa, Chúa không có hỏi con có bao nhiêu bằng cử nhân thần học, con có xây được bao nhiêu nhà thờ, con rửa tội được cho bao nhiêu người không. Chúa hỏi, anh là ai? Và mình trả lời, khi mình nhìn sâu vào lương tâm mình, trước mặt Chúa không còn gì giấu giếm được. Lạy Chúa, con là một linh mục bề bối. Nó rõ ràng lắm. Lạy Chúa, con là một người ông nội mà mất kiên nhẫn với cháu nội. Lạy Chúa, con là một bà ngoại mà hay phàn nàn, than trách, chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt của con cháu. Vân vân, đó là những cái mình đầu tư, thưa quý ông bà. Thực tế. Cho nên tôi lặp lại câu của Đức cha Oscar Romero. Hãy ước ao, đừng có thêm, có đủ để sống. Có thêm đi nữa thì gia đình được an toàn hơn, nhưng không mang sang được đời sau. Mà hãy ước ao, mình là ai? Mình là người con của Chúa. Mình là một người bạn tốt, vân vân. Chúng ta hãy suy nghĩ lại. Tôi kết luận bằng một chuyện phong hóa Việt Nam, phong tục và văn hóa Việt Nam. Về cái áo dài đang mặc. Trước mặt tôi có ai mặc áo dài không? Hôm nay không có ai mặc áo dài hết. À có một. À, cô Yến mặc áo dài. Mời cô Yến đừng nhìn xuống. Xin trả lời. Có hai vạt áo dài. Vạt nào khi mặc đè lên vạt nào? Bây giờ bắt đầu suy nghĩ. Đừng có nhìn xuống à. Hả? Vạt nào? Vạt trước đè vạt sau. Nói một cách quề vốn. Thì cái nào đè xuống thì nó nằm bên dưới rồi. Thì là vạt sau. Nói quề vốn không thưởng. Thì dạ thưa, khi còn sống vạt trái đè lên vạt phải. Quy luật. Nếu đúng áo truyền thống của người Á Đông. Tôi không nói những cái áo mô đồ của Tây Phương. Thấy không? Nếu còn sống, cả cái chiếc áo vỏ của các võ sinh. Là vì ông bà mình quan niệm bên trái ngay trái tim tượng trưng cho lương tâm của mình. Bên phải ngay bàn tay chào hỏi, tiếp xúc, giao tế tượng trưng cho dư luận, tức là public opinion. Khi mình còn sống, đè dư luận xuống, lấy lương tâm để lên trên mà sống. Cái áo liệm nó khác. Mà bây giờ chúng ta hầu như ai cũng mất cái nét đẹp văn hóa này rồi. Tôi thấy mấy người
đồng bào trong Phật giáo Hòa Hảo hay là Cao Đài, người ta may cái áo liệm để liệm người chết đúng nhất là lúc đó cái vạt phải đè lên cái vạt trái, rồi vuốt mắt, rồi tẩm liệm. Tại sao? Tại mình chết rồi, lương tâm không hoạt động nữa. Lúc đó dư luận bàn gì về mình? Bàn gì về giá trị của mình á? Cái mà mình đầu tư suốt đời đó. Người ta đâu có nói, người ta chẳng nói, ô cái thằng đó là tỷ phú. Nhưng bây giờ vợ lớn vợ bé nó chia nhau xài, cái thằng dại quá. Đó là những cái mình có, mình đâu mang theo được, người khác chia hết. Hay là người ta nói đây là một người bạn mà chúng ta mất tiếc thật. Hay là người ta nói nhỏ với nhau, cầu cho nó chết sớm mà mãi tới bây giờ nó mới chết. Tùy mình đầu tư, có phải không? Cho nên giờ mà nhìn xuống, ai mà đang mặc cái áo mà vạt phải đè lên rồi mới gài nút là mặc áo liệm đấy. Có đó, tôi thấy hồi nãy rồi, tôi đã để ý bài này thì tôi đi tôi nhìn. Ở Việt Nam, tôi nói với các sơ trong một cái nhà dòng, tôi nói y như vậy, ai đang mặc vạt phải đè lên là mặc áo liệm, trời ơi tội nghiệp, tối đó về, thức khuya, đơm nút, cài cúc lại mới. Hôm sau khoe nói tất cả đều vạt trái đè lên. Tôi thấy tội nghiệp thiệt á. Áo màu đen của mình mà cũng sửa nữa. Là Chúa xin cho chúng con biết đầu tư. Một nét thôi, chúng con là ai? Đừng để Chúa mắng chúng con đồ hèn nhát, nhát lười, đồ nghi sai cho ông chủ. Nghi là ông chủ keo kiệt nè. Thấy không? Chúng ta có thể nghĩ Chúa keo kiệt, Chúa khó tính. Qua bài dụ ngôn này, Chúa bộc lộ cho chúng ta thấy một vài nét chúng ta nghĩ về Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết đầu tư, chúng con là ai? To be yourself more and better. Chứ đừng có to have more and more. Cảm ơn Chúa cho chúng con một buổi chiều áp lễ bổn mạng các thánh tử đạo Việt Nam. Ngày mai là đại lễ. Tất cả những trang trí có sẵn. Ngày mai chúng ta sẽ tưởng nhớ tới các bậc tiền nhân. Mà những bậc đó, qua cái tác phẩm họ là ai? Một linh mục đã viết, họ là những chứng nhân của Chúa. Họ dám lấy máu để nói rằng, tôi tin Chúa là có thật. Dù hoàng đế, đức vua có bảo chúng tôi bỏ, cũng không. Có chết cũng không. Thật anh hùng. Và đó là những gì họ đầu tư rồi đó. Trong số những người qua đời bị giết trong đạo đó là có rất nhiều người giàu có. Có rất nhiều người làm chức cao trong triều đình. Nhưng khi ra trước mặt Chúa, Chúa không hỏi. Con có là quan này quan nọ không? Con có là người giàu có trong thôn làng phú quý không? Mà Chúa nói, ừ, con đã đổ máu vì ta. Con yêu ta. Cảm ơn Chúa cho chúng con bài học của những năm, của những ngày kết thúc năm phụng vụ. Xin cho chúng con hiểu để càng ngày chúng con càng đầu tư vào chúng con là ai ở trước mặt Chúa và trước mặt người thân trong gia đình. Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng. Cùng nhau chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria,
và đã làm người. Người chịu đóng đánh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu vô hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Quý ông bà, anh chị em thân mến, qua bài dụ ngôn của Chúa Giê-xu, chúng ta được Chúa mời gọi hãy đầu tư phẩm chất của mình, đức tin và tình yêu của mình. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện sau đây. For the Holy Father, Pope Francis, may his ministry challenge and inspire political and business leaders to serve the poorest and most neglected. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all the baptized, may the gospel encourage us in our service of Christ and his people. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For people undergoing persecution for their faith, may they find strength from the power of the cross to remain faithful. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Mỗi Kitô đều có sứ mạng làm chứng cho tin mừng của Chúa Kitô. Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần trong hội thánh biết dâng mọi khả năng và hoàn cảnh sống của mình mà làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho những ai, cho những người đang thành tâm tìm kiếm nước Thiên Chúa, cần gạt bỏ những thành kính riêng tư để tin nhận Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô hữu biết chịu khó hy sinh công việc với Chúa Kitô để xa lánh tội lỗi và càng vững tin vào vinh quang của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta dám trung thành sống đạo Chúa cách bền chắc và giúp nhau được ơn Chúa cứu chuộc. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa là Cha, nhờ Chúa Giê-xu, chúng con biết rằng chúng con nhận những món quà nhưng không từ lòng yêu thương Chúa. Người năm nén, người ba nén, người hai nén. Xin cho chúng con qua bài tin mừng hôm nay hiểu được rằng chúng con phải đầu tư để trở nên những con người như thế nào trước mặt Chúa và trước mặt tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lên Chúa, trái tim hồng tươi, ước mơ yêu.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tốt vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con xin thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này. Xin Chúa vui lòng chấp nhận và giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa để mai ngày chúng con được đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa, Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội, mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều mà Chúa quý mến nơi con của Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dụng ơn Thánh Thần Chúa, thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu, Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói, tất cả các con, hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói, tất cả các con, hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy Costello, Đức Giám mục Phụ tá Donald Spruxton của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến linh hồn Anton, ông Tài Chính, linh hồn Francisco Xavier Đặng Ngọc Thăng và những linh hồn chúng con dâng lễ dỗ hôm nay. Xin cho những vị đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin cũng nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà,
cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, anh chị em và tất cả những linh hồn chúng con cầu nguyện trong tháng này và thường xuyên. Tất cả đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Thanh Sạch Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tự Đạo nước Việt Nam và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, theo lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta dâng lên Cha trên trời lời kinh sau đây: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương, cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
trao phó cho con một đời. Chúa mời gọi con hãy xin lời nhiều, đừng để hư vọng công ơn của Chúa. Đời mãi mê cho con đánh mất, biết bao ơn lành Ngài ban cho con ăn say trong tình yêu Chúa ơi. Không do đó tình con chỉ với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Cho cuộc đời con xin dâng trả về Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phong trào thiếu nhi thánh thể, sứ đoàn thánh tâm sẽ tổ chức vào tháng Chạp, tháng December, một cuộc trại mà có chiếu hình và ngày để cho tất cả các em tham gia. Bởi vì thời gian đó các em đã nghỉ trường học rồi. Xin mời tất cả phụ huynh cùng nhìn lên đó để cùng giúp các em điền đơn cho phép, vân vân. Và nếu có phụ huynh nào mà tìm được chút giờ rảnh cũng lên sinh hoạt với các em, đặc biệt là cái tối thứ bảy có thánh lễ trên đó. Và ai có khả năng nấu nướng mà muốn phát huy tài năng làm master chef thì cứ lên tôi chấm điểm. Rồi thông báo thứ nhì nha, đang khi mấy em nó chiếu. Thông báo thứ nhì, ngày mai không có lễ lúc 3 giờ. Là hình như lễ 9 giờ xong sẽ nhậu nhẹt. Nhậu thì nghe hay mà nhẹt là tôi không biết làm sao nó ra chữ nhẹt. Và sẽ liên hoan cho nên chắc không có lễ 3 giờ. Rồi thứ ba nữa, những người mà tình nguyện nấu nướng cho cộng đoàn, tôi đã tính toán sang năm tôi sẽ đưa hình lên vách tường, trở thành thánh. Đây là câu chuyện vành dành cho mấy người phụ nữ, tại vì bài đọc một mà. Nhưng mà nếu cái đầu tư của người chồng đó mà nó trúng thì đây là hậu quả nha. Phụ nữ lấy chồng, lấy đúng người đàn ông tốt, đạo đức thì ngày nào cũng là lễ tình nhân, Valentine Day. Lấy phải người lười thì ngày nào cũng là ngày quốc tế lao động, ưỡng chưa? Lấy phải người tính tình trẻ con thì ngày nào cũng là quốc tế thiếu nhi, lo cho hỏng luôn. Lấy phải người lừa đảo thì ngày nào cũng là ngày cá tháng tư, ngày bị gạt đó. Lấy phải người có tính phụ nữ ẻo lả thì ngày nào cũng là ngày quốc tế phụ nữ. Lấy phải người vũ phu thì ngày nào cũng là ngày thương binh liệt sĩ. Lấy phải người nát rượu thì ngày nào cũng là ngày giết sâu bò. Lấy phải người hay bám víu mẹ váy mẹ thì ngày nào cũng là lễ Vu Lan cả. Lấy phải một người hội tụ đầu tư hết tất cả những đức tính đó thì ngày nào cũng là ngày tận thế. Cho nên tùy các bà, và các ông có nghe thì ráng đầu tư để làm cho gia đình mình hạnh phúc. Nếu mình là thuộc cái nhóm đầu tư số 1 thì tốt quá ha. Tôi chỉ sợ có cái nhóm mà ngài thương binh liệt sĩ đó, nhà bên mày không dám làm đâu. Làm là nó kêu lĩnh cảnh sát cách ly 200 mét. Cảm ơn cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn đứng. Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tế tạ ơn để tưởng nhớ Đức Giêsu Kitô con Chúa như lời Người đã truyền dạy. Và chúng con đã được rước mình máu thánh Người. Cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện, ban cho chúng con được tăng thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc mọi người ra về bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn, chúc ngày lễ bổn mạng vào ngày mai mà mình mừng trước hôm nay, và chúc một buổi tối thứ bảy bình an hạnh phúc trong từng gia đình. Lord.
lời được thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Hàng chứa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Đấng Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy Trái Tim Cực Thánh Cực Tình Đấng Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bàn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.